Bạn là một fan ruột của Spider-Man, vậy bạn có tự tin rằng mình biết hết tất cả những bí mật của anh ấy? Chào mừng đến với Tentacles, và hôm nay chúng mình sẽ bổ sung 10 siêu năng lực của Spider-Man mà bạn có thể chưa biết về anh chàng hàng xóm thân thiện này. Tất nhiên sẽ có những điều bạn đã quá rõ rồi, và có những điều chúng mình còn chưa nói đến trong video này. Vì vậy, đừng quên comment phía dưới những điều thú vị về Spider-Man mà bạn biết nhé! Số 10. Siêu trao đổi chất. Peter Parker luôn có một thân hình thon gọn. Vậy bí quyết của anh ấy là gì? Bên cạnh những yếu tố liên quan đến vận động, thì quá trình tiêu hóa của Spider-Man cũng mang những yếu tố đặc biệt. Điểm cộng của khả năng này là nhện muốn ăn bao nhiêu cũng không sợ béo. Nhưng điểm trừ là khó mà biết được hệ thống trao đổi chất của anh ảnh hưởng tới cơ thể ra sao. Một vài ví dụ cho siêu năng lực này trong truyện tranh là nhiều loại thuốc không phản ứng trên người anh giống như với người thường. Tuy nhiên điều này lại ngược lại với đồ uống có cồn. Chỉ một chút rượu cũng đủ để gây ảnh hưởng đến Spidey. Trong trận chiến với Hobgoblin, khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và độ dẻo dai của Peter bị giảm đi đáng kể bởi anh chàng này đã lỡ uống rượu lúc dự tiệc. Nói tóm lại, với đồ ăn hay chất độc, hóa chất, thuốc men hay thậm chí là máu của Macazon, hệ thống trao đổi chất của nhện đều có thể dễ dàng xử lý, trừ rượu. Số 9. Siêu trí tuệ. Peter Parker là một sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực vật lý, mặc dù điều này chẳng giúp anh có nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, tài năng của anh đã được giáo sư Norman Osborn nhận ra và giúp đỡ trên con đường sau này. Sau khi bị cắn bởi nhện đầu biến gen, Peter vận dụng trí tuệ của mình để tạo máy bắn tơ cực kỳ hữu ích. Nói rõ hơn về điều này, thì cho đến trước phần truyện Disassembled, Spider-Man chủ yếu sử dụng máy bắn tơ và tơ nhện do anh tự chế tạo. Peter còn đã tạo ra một vài bộ giáp cho chính mình ở trong phòng thí nghiệm Horizon. Trí tuệ của Spider-Man còn được công nhận bởi Tony Stark, Ant-Man hay Mr. Fantastic và đứng trong top 10 những trí tuệ siêu việt nhất của Marvel. Số 8. Năng lực phục hồi. Đúng thế đấy, giống như Deadpool và Wolverine, Spider-Man cũng có khả năng tự chữa lành vết thương. Sau câu chuyện của The Other năm 2005, khả năng của Spider-Man đã vĩnh viễn được nâng cấp, bao gồm khả năng tự chữa lành vết thương. Nếu là fan của truyện tranh, chắc hẳn bạn sẽ biết khả năng này đã giúp Spidey chịu được bao nhiêu cú đấm từ Rhino và Jack O'Lantern trong Civil War. Gãy xương, mất máu, bất kỳ vết thương nào cũng có thể chữa được trong vài giờ. Và người ta còn nói rằng toàn bộ khâu trị thương của Peter Parker đã được thay đổi để giữ sức hết mức có thể, bao gồm nới rộng bộ xương, cơ bắp, cơ quan thần kinh và thị giác nữa. Tất nhiên là việc liệu nhện có khả năng mọc lại các bộ phận cơ thể hay không thì vẫn chưa được kiểm chứng. Mà khả năng cao là không, nhưng hẳn nhiên là anh không bất tử. Số 7. Siêu sức mạnh. Peter Parker trong bản truyện nguyên gốc có thể nhấc được đến 20 tấn. Trong truyện The Queen, anh còn nâng được tới 25 tấn. Nếu còn thấy chưa đủ ấn tượng thì có thể bạn đã quên mất sức mạnh của Spider-Man trong phần truyện Secret Invasion. Khi đó anh đã hạ knockout cả một con khủng long T-Rex chỉ với một cú đấm. Thậm chí trong Enigma Force, Spider-Man còn có sức mạnh nâng trên 100 và tới 200 tấn. Có vẻ như trong Civil War, sức mạnh của nhện đã được giữ nguyên theo bản truyện cũ. Vị trí số 6, giao tiếp với nhện. Ai cũng biết Ant-Man có thể giao tiếp với kiến, tất nhiên là qua một cái máy. Nhưng thật ra người có khả năng đối thoại trực tiếp với động vật khác chính là Spider-Man. Peter có khả năng giao tiếp ngoại cảm với nhện và đôi khi là cả với các loài côn trùng khác. Tất nhiên là năng lực này không thực sự có hiệu quả gì đáng kể. Lần duy nhất khả năng này phát huy tác dụng là trong truyện The Queen, khi Spider-Man có thể giao tiếp được với bất kỳ ai có gen của côn trùng rồi học cách vô hiệu hóa bom từ họ. Số 5. Năng lực biến thành nhện người. Thực ra thì khả năng này còn vô dụng hơn cái trước, nhưng lại xuất hiện tới vài lần. Spider-Man có thể biến thành con nhện khổng lồ, phóng ra mạng nhện tự nhiên và đổi cơ thể người thành cơ thể nhện. You bit me, and you call me disgusting. Trong The Other, Spider-Man tự tạo cho mình một cái kén và tự chữa thương cho bản thân ở trong đó. Anh chàng biến thành con nhện, nối lại xương, mọc lại răng, mọc lại con mắt mà Molon đã ăn mất. Hơn thế nữa, trong series hoạt hình năm 1994,
Anh thậm chí còn biến thành một con nhện người thực sự và phải đi chữa trị. Số 4, có độc độc. Lý do chúng ta nhắc đi nhắc lại cốt truyện The Other là bởi vì ở đó, lần đầu Marvel làm một màn crossover và đã làm thay đổi chi tiết của Spider-Man khá nhiều. Phần nhện lớn hơn phần người, kết quả là mắt của anh chàng thành màu đỏ, có khả năng nhìn trong bóng tối và thậm chí còn có răng nanh. Nọc độc được giữ trong cánh tay và bắn ra từ cổ tay. Spider-Man trong phần truyện này sở hữu những móc cắn, những chiếc móc này bọc chất độc và gây mất trí nhớ tạm thời, đôi khi là chết người. Dù Spider-Man không điều khiển được thứ vũ khí này, nhưng nó vẫn thực sự xứng đáng được liệt kê trong danh sách những siêu năng lực bí mật của anh chàng. Số 3, nhìn xuyên bóng đêm. Năng lực nhìn trong bóng đêm thực tế đã xuất hiện ngay từ khi anh bị con nhện đột biến cắn. Khi đó, thị giác của Spider-Man nhạy gấp 11 lần người bình thường. Giúp anh có thể nhìn các vật thể trong bóng tối một cách hạn chế. Cho đến một tập truyện crossover năm 2005, khả năng này của anh được tăng lên đáng kể, giúp anh gần như có thể nhìn rõ ràng mọi vật trong bóng tối. Bên cạnh đó, trong phần truyện The Spectacular Spider-Man Vol. 1, số 26-28, khi Spidey bị mù tạm thời, các giác quan khác của anh được kích thích phát triển đến mức thậm chí có thể cảm giác được về vật thể xung quanh, giúp hoàn toàn không nhìn thấy gì. Khả năng này khá tương đồng với Daredevil. Số 2, cảm nhận các loại sóng rung và sóng điện tử. Giống như loài nhện, Spider-Man có khả năng cảm nhận các sóng rung hay dòng điện xuất hiện trong không khí. Trong một số phần truyện giai đoạn đầu, anh còn cảm nhận được một số tần số vô tuyến số, công cụ giúp anh sáng tạo ra Spider Tracer, thiết bị giúp dò tìm bất cứ người hay vật thể nào. Cho dù năng lực này của anh đã không còn tồn tại trong truyện tranh nữa, bởi trong phần truyện The Amazing Spider-Man số 640, các nhà biên tập đã khẳng định rằng năng lực của Spider-Man chịu ảnh hưởng từ các yếu tố tự nhiên và nó có thể xuất hiện mới hay mất đi bất cứ lúc nào. There's no spider on this world, Gabby. Just you and me doing the pigpen polka. Số 1, không ngừng đột biến. Việc không ngừng xuất hiện những khả năng mới có vẻ như là siêu năng lực đáng gờm nhất của người nhện. Như đã nói ở trên, sau khi khẳng định các khả năng của nhện có liên kết cực mạnh với sự thay đổi của các yếu tố tự nhiên, các nhà biên kịch cũng khẳng định rằng việc biến mất một vài siêu năng lực sẽ kéo theo việc xuất hiện những khả năng mới. Đó là chưa kể việc anh là người rất am hiểu sinh hóa và khoa học. Trên thực tế, không ít lần Peter đã sáng tạo ra các loại huyết thanh nhằm loại bỏ hoặc hạn chế tác động của nọc nhện lên cơ thể anh. Chớ trêu là các loại huyết thanh này không những không hạn chế sức mạnh mà còn kích thích phát triển ra những sức mạnh mới trong cơ thể. Như việc có thể tự bắn ra tơ nhện tự nhiên, thay thế cho máy bắn tơ nhân tạo chẳng hạn. Chuyện Spidey xuất hiện thêm vài con mắt, mọc thêm hai ba đôi chân hay khả năng ngoại cảm tăng vọt thường xảy ra như cơm bữa. Wow. Great reflexes. Và đó là top 10 siêu năng lực bí mật của Spider-Man. Còn năng lực thú vị nào mà chúng mình chưa nhắc tới nữa không? Đừng quên like, share và subscribe Technicals để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Step aside, birds. Your friendly neighborhood Spider-Man is having lunch. Haha, PB&J with the crust cut off. Thank you, Aunt May. Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 10 nữ anh hùng quyến rũ nhất Marvel. Top 10 bộ phim đáng xem nhất của Marvel. Top 10 sự thật thú vị về Captain America. Top 10 sự thật thú vị về Iron Man. Okay, think. You can figure this out. Dinosaurs are extinct. Here we go. These aren't dinosaurs. Maybe they're ghost for braving the darkness to come after us. What he said. Thanks, Spidey. Oh, well now I feel all squishy inside. Maybe that's my empty stomach. I'm craving Chinese food all day. Follow me, guys. I know a good place for the best Mugu Gaipan and fortune cookies in town. Trust me!